Các em thân mến, hôm nay cô nhắc lại một số kiến thức cần nhớ và dạng bài tập cần rèn để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ 1 môn hóa 8. Kiến thức cần nhớ chủ yếu nằm trong hai bài là bài 9 công thức hóa học và bài 10 hóa trị với các nội dung như sau. Lưu ý, các em cần học và nhớ được hóa trị của một số nguyên tố thường gặp. Tiếp theo, các em rèn lại một số dạng bài tập như sau. Các dạng bài tập trong sách giáo khoa này, thầy cô đã hướng dẫn giải trên lớp và có sửa bài tập thêm trong tờ ôn tập. Sau đây là một số bài tập ví dụ. Bài tập 1. Với các chất sau, em hãy xác định chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất. Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các chất. Khi biết nguyên tử khối, để xác định chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất, em dựa vào số lượng nguyên tố tạo nên chất. Hợp chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên, đơn chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học. Do đó, khí amoniac và canxi carbonate là hợp chất, còn khí clo là đơn chất. Khi viết công thức hóa học, ta cần có ký hiệu hóa học của nguyên tố và số nguyên tử mỗi nguyên tố, dựa vào thành phần phân tử các chất. Ta sẽ viết được công thức hóa học của các chất như sau. Lưu ý, một nguyên tử chỉ cần ghi ký hiệu hóa học, không kèm chỉ số, do ký hiệu học đã biểu diễn một nguyên tử. Và cuối cùng là tính phân tử khối các chất. Phần trình bày bài như sau. Bài tập 2. Từ công thức hóa học, hãy nêu những ý biết được về chất. Ta có công thức của khí amoniac NH3. Dựa vào ký hiệu hóa học và chỉ số nguyên tử, ta nêu được những ý như sau. Và câu trả lời là nguyên tố tạo ra chất, đó là nitơ và hiđro. Số nguyên tử mỗi nguyên tố là có 1 nguyên tử nitơ và 3 nguyên tử hiđro trong phân tử. Và cuối cùng là tính phân tử khối của amoniac là 17 đơn vị carbon. Em trình bày phần bài giải như sau. Bài tập 3. Tính hóa trị của đồng trong công thức hóa học CuOH2, biết nhóm OH có hóa trị 1. Trong công thức này, ta tính hóa trị của đồng. Vậy, hóa trị của OH ta phải biết rồi, bằng 1. Cách 1 để tính hóa trị. Công thức này sẽ được áp dụng quy tắc hóa trị như sau. Từ đó ta tính được A bằng 2 và kết luận đồng có hóa trị 2. Hoặc cách thứ 2, ta sẽ nhân dọc chia ngang. Khi tính ra A, ta nhân dọc chỉ số và hóa trị của OH và chia cho chỉ số của đồng là 1. Ta ra kết quả A bằng 2 và cũng kết luận đồng có hóa trị 2. Bài tập 4. Viết công thức hóa học của hợp chất. Ở dạng viết công thức này, ta sẽ dựa vào hóa trị của nguyên tố và hóa trị của nhóm nguyên tử để viết. Câu A. Công thức hóa học của hợp chất giữa kali và nhóm SO4. Cách viết như sau. Dựa vào hóa trị của kali và nhóm SO4, thì ta nhận xét hóa trị 1 và hóa trị 2 không thể rút gọn được nữa, nên ta sẽ thực hiện chuyển chéo hóa trị. Kali có hóa trị 1, suy ra chỉ số của SO4 là 1, ta không ghi. SO4 có hóa trị 2, suy ra chỉ số của kali là 2. Và SO4 có chỉ số 1, ta không ghi, và kèm theo đó là ta sẽ bỏ luôn ngoặc. Câu B.
Công thức hóa học của carbon hóa trị 4 và oxy. Cách viết như sau. Dựa vào hóa trị của carbon và oxy, ta nhận xét hóa trị 4 và hóa trị 2, ta có thể rút gọn thành 2 và 1. Từ đó ta thực hiện chuyển chéo. Chỉ số của oxy là 2. Chỉ số của carbon là 1, ta không ghi. Và công thức hóa học là CO2. Ta chú ý, chỉ số 1 ta sẽ không ghi. Bài tập 5. Các công thức hóa học sau. Công thức hóa học nào đúng? Công thức hóa học nào sai? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng. Công thức NaCl2. Công thức này sai là do không đúng theo quy tắc hóa trị. Tích của chỉ số và hóa trị của Na không bằng với tích của chỉ số và hóa trị của clo. Do đó em sẽ sửa lại. Công thức CaOH. Ta thấy OH là nhóm nguyên tử nên ta sẽ cho vào trong ngoặc. Và công thức này cũng sai do không đúng theo quy tắc hóa trị. Tích của chỉ số và hóa trị của canxi không bằng với tích của chỉ số và hóa trị của nhóm OH. Và ta sẽ sửa bằng cách chuyển chéo hóa trị CaOH2. Vậy cô vừa nhắc lại các kiến thức và các dạng bài tập trọng tâm để các em làm bài kiểm tra giữa kỳ môn hóa lớp 8. Các em nhớ học hóa trị các nguyên tố và ôn lại các dạng bài tập vừa rồi. Cô chúc các em kiểm tra thật tốt.